Dạ vâng, em chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền, có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại là 0936 525 998. Số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Thì hôm nay em chia sẻ với các bác một chiếc xe carbon. Chiếc xe này mang thương hiệu Gian, một thương hiệu rất chi là nổi tiếng. Chiếc này thì là hàng xuất Nhật các bác nhé, được xách tay từ Nhật về, có đầy đủ giấy tờ mua bán. Và chiếc xe này có model của hãng là dòng Gian TCR ADV các bác nhé. Đó, một model rất là nổi tiếng và làm nên tên tuổi của Gian. Đấy. Chiếc xe này thì có size của hãng là size XS. Đấy. Đo thực tế thì cái gióng ngang của nó là 51 và cái gióng đứng của nó là 44 các bác nhé. Thì cái size này sẽ phù hợp các bác cao từ 1m65 đến 1m72, 73. Thì chiếc xe này là rất phù hợp các bác nhé. Đó. Và cái chiếc xe này thì được hãng trang bị một bộ group set của Shimano, cũng khá là cao cấp các bác nhé. Bộ group set Shimano Ultegra 6800 đó, chạy với 2 đĩa và 11 lít đó. Thì về theo cái chiếc xe này thì nó có đầy đủ giấy tờ mua bán từ bên Nhật về các bác nhé. Đây là cái giấy bán hàng từ bên Nhật về các bác này, để bán hàng đấy các bác nhé. Đây là cái con dấu này, đây là ngày 27 tháng 1 2023 để em mua cái xe này. Đây Gian đây, đây. Đó. Đó. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết cái chiếc xe này để cho các bác tham khảo này. Đó. Em sẽ đi vào cái phần khung sườn trước các bác nhé. Đây là cái phần khung sườn của cái chiếc xe này này. Đó. Xe thì đầy cao rồi, toàn bộ là dây đi âm sườn các bác nhé. Đấy. Model là TCR này, Advance. Đấy, có nghĩa là cái chiếc xe này sẽ bọn em thợ hay gọi là dòng ADV các bác, TCR ADV. Đó, phần khung sườn của nó đây các bác này. Đó. Đây là cái cọc yên của nó này. Đó, khung sườn con xe này còn rất chi là mới các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây là cái tem UCI các bác này. Đấy, tem UCI các bác nhé. Đây. Chiếc xe này thì đang được em trang bị hai cái gọng nước Zephyr của Pháp. Gọng này là gọng chính hãng các bác nhé, gọng chính hãng luôn. Ra. Khung sườn rất chi là mới luôn. Đó. Nước sơn cực đẹp các bác nhé. Dòng ADV này thì nó cực kỳ nổi tiếng của Gian rồi, chạy nó rất chi là nhẹ các bác nhé. Gian thì có cái dòng ADV TCR, cái dòng Sunet ấy, Sunet thì nó của cái đội đua Sunet. Đấy, cái dòng Sunet là nó làm nên tên tuổi của Gian và cái dòng và cái model TCR này. Dây cuốn nó zin nguyên bản này, đây là cái tay lắc các bác này, tay lắc. Đấy, tay lắc cái phần này là carbon các bác nhé, chỗ này nó hơi xước một chút này. Đó. Đây cái nắp này cũng bị chầy xước một chút đây các bác nhé. Đây. Xước một chút này. Đấy. Cái này thì nó không đáng quan tâm lắm đâu các bác. Đấy. Cái này các bác có thể mua để thay được các bác nhé. Đấy. Bác nào mà đang bị cái chỗ này nó xước nhiều quá ấy, thì mua thay, nó cũng rẻ thôi. Các bác lên Shopee các bác tìm các bác đặt. Đấy. Tay của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây thì có cả đồng hồ của Gian nguyên bản này. Đây. Đồng hồ của Gian, Gian đầu là Gian đầu nhôm, Gian contact các bác nhé, siêu nhẹ luôn. Bên này, đó. Tay lắc Shimano. Bên này thì còn rất là đẹp các bác nhé. Đó. Đây là cái hàm thắng của nó này, hàm thắng Shimano Ultegra. Đó. Đây là sàng đĩa này. Các bác nhìn thấy cái sàng đĩa của nó đẹp như mới luôn. Đấy, ống ánh này. Đó, soi gương được luôn các bạn. Đây là cái bộ giò dĩa, răng của nó này các bạn này, cực đẹp. Đây là cái đĩa của nó này. Đó, đĩa rất là mới các bạn nhé, giò 170 này. Đó. Đây còn có cả một đôi bedan Ultegra 6800 luôn. Đây. Đây, 6800 hàng chính hãng các bạn nhé, hàng chính hãng luôn này này. Đó. Bedan bây giờ nó cũng nhái các bạn nhé, giờ 7.000, 8.000, 9.000, 1 đều có nhái hết các bác nhé. Đó.
cái phần chỗ này nó vẫn có Shimano BD Japan đầy đủ hết đấy, nhưng mà nó vẫn có hàng nhái đấy, nó không khác gì hàng thật nhưng mà nó có một cái chi tiết nó khác các bác nhé. Đó, bác nào mua hàng của em thì em sẽ chỉ cho, có gì thì cứ liên hệ vào Zalo cho em. Đó, ở đây củ đề của nó này. Đó, củ đề cực đẹp luôn. Đây cái clip như các bạn này, rất là mới các bác nhé. Xích đó. Xích thì xích KMC các bác nhé. Đấy, cái thương hiệu gian này là thương hiệu của Đài Loan các bác. Đấy, mà cái hãng xích KMC này cũng của Đài Loan. Đấy, nên là hầu như là thằng gian nó sẽ sử dụng cái xích của KMC do Đài Loan sản xuất các bác nhé. Cái thương hiệu này nó ngon không kém gì Shimano, và nó có những cái sợi xích còn đắt hơn cả Shimano các bác nhé. Em đang sử dụng một cái sợi hơn 2 triệu của KMC, nó nhẹ lắm, chạy thích lắm các bạn. Nhưng mà thằng Shimano thì đắt nhất là cái dòng 11 lít là nó chỉ có cái thằng 9.001, nó khoảng 6.7 triệu thôi. Nhưng mà thằng KMC thì nó có những sợi nó gần 3 triệu. Cặp bánh này là cặp bánh full zoom ra sinh qua cho bản 3,5 phân. Cặp bánh này là cặp bánh thương hiệu của Ý, chạy bạc đạn. Bạc đạn cối nổ các bác nhé. Đây là cái hàm thắng đằng sau của nó, còn rất chi là mới luôn. Đèn này là đèn của gian luôn các bác nhé, đèn của gian luôn. Cái này thì chắc là nó hết pin rồi, các bác về sạc thôi. À còn vẫn nháy đấy các bác này, vẫn nháy này, đó, vẫn nháy đấy, về sạc thôi. Đèn của gian luôn, yên của gian luôn, đẹp như mới luôn. Đó. Rồi. Quay sang mặt bên này thì các bác chiêm ngưỡng con xe này. Tí nữa em báo khoảng giá cho các bác. Con xe này em nói thật là các bác quá ngon luôn, giá cực kỳ êm ái. Dây quấn tay lắc đẹp, dây âm. Cái này là cái lỗ để đi chờ group điện các bác này. Cặp bánh này thì nó có một cái như thế này các bác nhé. Đấy, cái ti bật đằng trước thì nó nguyên bản của full room các bác nhé, nhưng mà cái ti đằng sau thì nó là ti của Shimano. Đó. Đó. Đấy thì em cứ nói trước như thế để các bác thông cảm cái là bây giờ là nó chỉ như thế này thôi. Đấy, nhưng mà nói chung là cái ti bật nó không quyết định cái giá trị của con xe đâu các bạn. Cái giá trị con xe là nó nằm ở cái khung sườn. Đó, nó nằm ở cái bộ group ấy. Đấy. Còn cái ti bật thì nó chỉ là cái thứ yếu thôi. Đấy, nó chỉ là một cái phụ kiện để giữ cái bánh, nó giữ cái bánh để cho nó nằm một cái vị trí ở cái khung xe thôi, nó không có cái gì đáng lo ngại cái vấn đề đấy. Đây. Gian này. Đây, mã cốt này. Giò dĩa này. Đây, cái giò bên trái này. Đây phần gầm nó tem đầy đủ hết các bác nhé, bảo hành trọn đời cho các bác, hàng xịn. Ông nào bảo con này hàng fake chứng minh được thì một đổi một các bác nhé, đúng bằng giá trị con xe luôn. Đó. Chơi với thằng em thằng cháu Phong là cứ phải như vậy, bảo hành trọn đời luôn chứ không phải là bảo hành vài năm đấy các bác đâu. Chiếc xe này thì đang được trang bị một cặp lốp Velo Flex. Lốp này là lốp của Ý các bác nhé, sản xuất tại Ý luôn. Lốp này đắt lắm các bạn. Lốp này nó mềm cực kỳ và nó rất là nhẹ nhé các bác, rất chi là nhẹ luôn. Các bác vò nó như thật là vò tờ giấy được, nó nhẹ lắm, dùng nó sướng lắm các bạn. Hàng thắng này. Đó. Nói chung là quá ok. Con xe này thì trên 30 triệu thôi, trên 30 triệu các bác nhé, trên 30 triệu một chút. Các bác sở hữu được chiếc xe này rồi, cấu hình rất là ngon trong tầm giá. Đấy. Gian thì nó quá nổi tiếng rồi. Một cái thương hiệu bình dân nhưng mà rất chi là ngon. Đó. Còn con xe này thì thôi bây giờ cuối video thì em cũng chia sẻ thêm với các bác là cái vấn đề là em thấy là có một số nơi người ta bán
người ta bán xe nó em thấy nó rất là vô lý và rất buồn cười các bác nhé. Đó, một con xe xay ngang 52 đấy, xay ngang 52 ống đứng thì cốt yên liền, mà tư vấn bán cho khách 1m65 đi. Cái này là em gặp rồi các bác nhé, em gặp rồi đấy. Và bác ấy cũng cao tuổi rồi, hơn 70 tuổi rồi, có gọi điện cho em chia sẻ là bây giờ bác mua con xe này về giờ không đi được 1m65, 1m65 mà đi cây ngang 52 cơ các bác, mà cần cốt yên liền cơ, cốt yên liền nó cao tít lên trên đây này. Đấy, bây giờ không dám đi luôn. Bây giờ em nói thật là các bác ạ, buôn bán thì ai cũng muốn bán được nhiều hàng. Đấy, ai cũng mong bán được nhiều hàng, nhưng mà bán làm sao ấy, bán cho khách người ta về người ta còn đi được các bác. Bán con xe đấy gần 50 mấy, gần 60 triệu giờ về bỏ xó, điện không nghe, điện cho shop không nghe nữa. Đấy, người ta biết là bây giờ cái xe đấy về là khách không đi được, điện không nghe nữa các bạn. Đó, nên là các bác nhá, các bác 1m65 thì các bác cái size mà các bác đi đẹp nhất là cây size ngang 50 các bác nhá, cây ngang 50. Đấy, cái con xe này thì em bán cho các bác là size ngang 51, thì em nói là 1m65 đến 1m72, bởi vì cái xe là xe này thì cái bô tăng này nó cũng khá là ngắn này. Đó, nó khá là ngắn, và cái thằng gian này thì nó cũng khá là dễ đi, tại cái ống đứng của nó có 44 thôi. Đấy, nhưng mà cái con xe mà xay ngang 52 em nãy em nói người ta bán cho khách là cái ống đứng của nó những 47 bốn mấy 46 47 gì, nhưng mà cái cọc yên của nó là cọc yên liền nên là khách không thể hạ cọc yên xuống được. Đó, và con xe đấy thì em thì hình như nó con xe gì nhỉ, xe gì đấy. Nói chung là cái dòng xe đấy nó cực kỳ khó đi, 1m, mà cây ngang 52 thì nó phải từ 1m7 trở lên mới đi được. Đấy, cực kỳ khó đi luôn. Đó, thì 1m65 thì các bác chỉ nên mua cái cây ngang 51 thôi, ngang 51. Hoặc là có mua thì các bác mua những cái con xe mà cái ống đứng của nó ấy, cái từ tâm trục giữa mặt trên của cái giống ngang nó chỉ khoảng 44-45 thôi, và cái cọc yên này ấy, là nó phải nâng lên hạ xuống được các bác nhé. Đừng mua cái loại cọc yên mà nó liền mà nó cao tít lên đây là các bác muốn hạ xuống là không thể hạ được, thì về các bác không thể đi được. Đấy, có đi thì nó cũng nó đau lưng, nó mỏi gối, nó tê tay. Đấy, đạp thì chả thấy nó khỏe lên, mà nó về nó còn yếu đi thì các bà lại còn buồn hơn các bác. Và đấy em chia sẻ chút vậy thôi. Đấy, không có shop có khi là người ta nghe thấy là người ta ghét em lắm, thôi kệ đi. Rồi em bạn nào có nhu cầu sử dụng chiếc xe này liên hệ em, số điện thoại là 0936 525 998, số này em có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.